Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công an ném dây giải cứu người đàn ông bị kẹt giữa sông La Ngà. Vụ tai nạn 5 người tử vong ở Lạng Sơn, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổng kiểm tra xe chở khách. Bình Phước giả danh bác sĩ của Liên Hợp Quốc để lừa tiền. Lập văn phòng luật sư làm giả thẻ công an đi lừa đảo liên tỉnh. Gần một nửa bệnh viện ở giải Gaza dừng hoạt động. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, Công an xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xác nhận đơn vị vừa giải cứu an toàn một người đàn ông bị kẹt ở khu vực Thác Ông Một, sông La Ngà. Trước đó, người dân địa phương báo tin có một người đàn ông đang đứng chơi với giữa sông La Ngà kêu cứu, trong khi nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ ập về dữ dội. Người đàn ông này lại không biết bơi. Kiếp trực gồm Trung úy Ca Văn Luyến, Công an xã La Dạ, Công an viên Vũ Hải Phong và dân phòng Huỳnh Quang Chánh lập tức mang theo áo phao, dây thừng ra sông La Ngà giải cứu người. Do nước lớn, sông La Ngà nhiều đá và nước chảy rất xiết nên việc tiếp cận người đàn ông khá khó khăn. Lực lượng công an đã phải choàng dây thừng quanh người, dò từng bước và sau hơn 15 phút mới tiếp cận cho nạn nhân mặc áo phao, rồi vòng dây kéo vào bờ an toàn. Được biết, người đàn ông được công an xã La Dạ giải cứu tên B, tên viết tắt 35 tuổi, ngụ thôn 3, xã La Dạ. Trưa cùng ngày vào rừng lấy măng, khi trở về gặp nạn nhưng may mắn được giải cứu an toàn. Sau vụ tai nạn xe khách ở Lạng Sơn, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ và các sở Giao thông Vận tải tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và xe chở khách du lịch. Trong văn bản vừa gửi đến Cục Đường bộ và Sở Giao thông Vận tải trên cả nước, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị này tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch. Sở Giao thông Vận tải các địa phương cũng cần thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải. Đối với tỉnh Lạng Sơn, nơi vừa xảy ra tai nạn làm 5 người tử vong, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lãnh đạo địa phương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn. Sở Giao thông Vận tải phải tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn. Qua đó xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước vừa tiếp nhận đơn trình báo bị lừa đảo của bà M, tên viết tắt, 64 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Đồng Phú, Bình Phước. Theo đơn trình báo, bà M có kết bạn Facebook với một người bạn có tên tài khoản là Mario Chen. Bà M và người bạn này thường xuyên nói chuyện tâm sự. Sau khoảng vài tháng, khi tình cảm giữa hai người đã thân thiết, người bạn nhận M là chị gái. Qua nói chuyện, người này nói làm bác sĩ cho Liên Hợp Quốc tại Somalia. Cuối tháng 10, người bạn nói muốn nghỉ phép về thăm con gái, nhưng người này nói rằng muốn được về thì phải có chị gái người Việt bảo lãnh. Để bà M tin tưởng, người bạn này đã chuẩn bị sẵn nhiều giấy tờ, rồi giả luôn người của Liên Hợp Quốc để trao đổi với bà M. Bà M được thông báo là để người bạn có thể nghỉ phép thì phải đóng phí, và có 3 gói để đóng phí. Nghỉ phép 90 ngày thì mất phí 650 triệu đồng, 60 ngày thì mất phí 540 triệu đồng, 30 ngày thì mất phí 150 triệu đồng. Sau đó, người bạn nói mượn của bà M 110 triệu đồng để đóng phí, đến khi về nước sẽ hoàn trả đầy đủ. Vì thương người, bà M đã chuyển cho người bạn mượn 10 triệu đồng. Sau đó, người bạn liên tục hối thúc chuyển 100 triệu đồng còn lại để kịp về nước. Sau khi bà M đến ngân hàng rút 100 triệu đồng tiết kiệm để gửi cho người bạn, thì gia đình phát hiện và ngăn cản, đồng thời báo cơ quan công an về sự việc này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh, 32 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị người có tên Johnny Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc. Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Thạnh hoạt động liên tỉnh với nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền lớn nên đã thành lập chuyên án. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đã bắt giữ Thạnh khi người này đang lưu trú tại một chung cư ở quận Sơn Trà. Qua khám xét, công an phát hiện và thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh.
4 đồng hồ đeo tay, 1 iPad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. Tại công an, Thạnh khai để đánh lừa được nạn nhân, Thạnh đã đóng giả công an, đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng. Từ các thủ đoạn nêu trên, từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Thạnh đã lừa 17 bị hại và chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền này, Thạnh đã đầu tư vào tiền ảo, chơi game trên mạng và thua hết. Thạnh cũng đang là đối tượng đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng. Công an thành phố Thủ Đức cho biết đang thụ lý điều tra vụ án dàn cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm bị hại của nhóm đối tượng này để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Hồ Thị Ngọc Hoa 67 tuổi, Trần Trung Hiếu Hòa, Nguyễn Thị Hà 58 tuổi, Cao Văn Giàu và Nguyễn Thanh Hoàng rảo quanh địa bàn thành phố Thủ Đức và các khu vực lân cận tìm người có tài sản để dàn cảnh lừa đảo. Khi đến đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Hòa phát hiện chị Dầm TMH, tên viết tắt, đang đi trên đường. Trên tay có đeo trang sức bằng vàng nên ra hiệu cho đồng phạm. Sau đó, Hòa tiếp cận chị H và giới thiệu mình ở An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để giao dầu gội đầu với số lượng lớn. Tuy nhiên không tìm được địa chỉ người mua nên nhờ chị H hỗ trợ. Tiếp đó, Hà đi bộ đến và giả vờ hỏi chuyện chị H. Lúc này, Hoa tiếp tục vờ hỏi Hà về địa chỉ cửa hàng và cho biết nếu Hà và chị H dẫn đi sẽ cho mọi người 10 chai dầu gội. Khi chị H đồng ý, thấy việc tiếp cận đã thành công, cả nhóm liền chia nhau nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hà đóng vai người mua dầu gội và đứng chờ sẵn tại đường số 3, phường Tam Bình, riêng dầu chở Hoa đi, còn Hoàng đậu xe cách một đoạn để cảnh giới. Lúc này, chị H được yêu cầu đi xe máy chở Hà dẫn đường cho Hoa đến chỗ Hoa đang chờ sẵn để giao dầu gội. Tiếp đó, Hoa giả vờ nói có 2 viên kim cương 5,4 ly, nhờ Hà và chị H hỏi giúp, nếu bán được sẽ cho tiền hoa hồng. Lúc này chị H và Hà đến gặp Hoa để hỏi có mua kim cương không. Hoa cũng giả vờ đồng ý mua với giá 3,4 cây vàng, đồng thời yêu cầu Hoa đi theo để xem hàng. Tiếp đó, Hoa nói số tài sản mà Hoa nhờ Hà và chị H bán có giá trị lớn, sợ bị mất nên nói Hà và chị H phải để lại đồ vật giá trị thế chấp. Lúc này, Hà đưa cho Hòa một nhẫn bằng vàng giả đã chuẩn bị từ trước để dẫn dụ chị H đưa tài sản ra thế chấp. Thấy vậy, chị H cũng đưa một vòng đeo tay ra thế chấp. Khi chiếm được tài sản chị H, cả nhóm tẩu thoát. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tin từ Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho hay, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Tuấn Vũ, 26 tuổi, ngụ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Công an thành phố Bà Rịa, trước đó, Công an xã Hòa Long nhận được tin báo của trụ trì chùa Long Quang về việc bị mất trộm 50 triệu đồng cùng 2 điện thoại. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Long đã báo Ban Chỉ huy Công an thành phố Bà Rịa để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra truy bắt đối tượng trộm tài sản tại chùa Long Quang. Sau một ngày xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng, Công an thành phố Bà Rịa đã bắt giữ Vũ. Bước đầu, Vũ khai nhận nghiện ma túy do cần tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng. Nên rạng sáng, Vũ leo rào vào chùa Long Quang trộm 50 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Sau khi ra khỏi chùa, Vũ dùng 10 triệu đồng trong số tiền vừa trộm được để mua ma túy và một xe máy cũ. Vừa qua, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết đã tiến hành xử phạt hành chính đối với ông TVT, tên viết tắt 34 tuổi, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, về hành vi đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường, Công an phường Hòa Thọ Đông đã thành lập nhiều tổ công tác, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động nhân dân kích hoạt định danh điện tử. Khi tổ công tác của Công an phường liên hệ với ông TVT để hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, thì ông này không phối hợp trong việc kích hoạt tài khoản định danh và dùng những lời lẽ thô tục đe dọa, lăng mạ đến cán bộ nữ của Công an phường. Sau đó, Công an phường Hòa Thọ Đông đã mời ông TVT lên làm việc và xử lý nghiêm hành vi đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ theo quy định với mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Mới đây, ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong. Sự việc xảy ra tại ngôi nhà số 2, phố Bà Triệu, phường này. Nạn nhân là chị PTLL, tên viết tắt, và chồng là anh BHT, tên viết tắt, cùng 26 tuổi. Thường trú ở khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, anh BHT đã sát hại vợ, sau đó anh này quyên sinh. Hai vợ chồng này mới kết hôn và có con chung 9 tháng tuổi.
Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang điều tra làm rõ nghi án chồng hành hung vợ tử vong. Nạn nhân là bà TCT, tên viết tắt 43 tuổi, còn nghi can là Lâm Hung, 34 tuổi, chồng bà T. Theo thông tin ban đầu, Hung đi nhậu về khuya. Khi về đến nhà, do cửa nhà bị khóa nên Hung không thể vào nhà. Sau nhiều lần gọi cửa, bà T mới ra mở cửa. Lúc này bà T chửi mắng khiến Hung bực tức. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Hung dùng nón bảo hiểm tấn công liên tiếp khiến bà T ngã đập đầu vào cột nhà bất tỉnh tại chỗ. Nghe tiếng cãi nhau, một số người dân chạy đến để can ngăn, nhưng lúc này bà T đã nằm bất động. Thấy vậy, mọi người đưa bà T đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ án một phụ nữ tử vong tại nhà riêng tại khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Dây, Thống Nhất. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà NTT, tên viết tắt 47 tuổi. Được người nhà phát hiện tử vong bất thường trong nhà nên đã báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định trên người bà T có nhiều vết thương. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên công an truy xét, xác minh đối tượng gây án cũng nhanh chóng được tiến hành. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nghi can trong vụ án trên là HTM, tên viết tắt 36 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Dây. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định M đã quyên sinh. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Theo Bộ Y tế Palestine, tính từ ngày 7 tháng 10, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine đã khiến hơn 8.700 người ở dải Gaza thiệt mạng và làm hơn 22.000 người bị thương. Bộ này cho biết 73% trong số nạn nhân thương vong là trẻ em, phụ nữ và người già. Theo hãng thông tấn Wafa, Palestine, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza đang ngày càng trầm trọng khi số lượng thương vong không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế tại khu vực này đang rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí phải đóng cửa vì thiếu nhiên liệu. Vừa qua, Bộ Y tế Palestine cho biết 16 trong số 35 bệnh viện ở Gaza đã ngừng hoạt động do bị bắn phá và thiếu nhiên liệu. Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Palestine, bệnh viện điều trị ung thư hàng đầu ở dải Gaza, nằm trong số các bệnh viện đã ngừng hoạt động, theo Wafa. Bộ trưởng Y tế Palestine, bà May Aykala cho biết 70 bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Palestine có thể mất mạng do bệnh viện ngừng hoạt động. Bà Aykala cũng bày tỏ lo ngại Bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza cũng có thể ngừng hoạt động trong vòng chưa đầy 24 giờ nếu rơi vào tình trạng hết nhiên liệu. Theo tờ Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Sorata Tavisin vừa qua đã điện đàm với người đồng cấp Israel, ông Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy việc giải cứu con tin Thái Lan đang bị phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas giam giữ. Trong cuộc điện đàm, ông Sorata cũng thảo luận với ông Netanyahu về kế hoạch hồi hương công dân Thái Lan tới Israel. Sau cuộc điện đàm, ông Sorata cho biết đã nhờ ông Netanyahu giúp sắp xếp hồi hương thêm nhiều công dân Thái Lan ở Israel. Thủ tướng Sorata cũng bày tỏ hy vọng chính phủ Israel quan tâm đến người lao động Thái Lan ở Israel vì công dân Thái không tham gia vào cuộc xung đột và đã giúp đóng góp cho sự phát triển của Israel. Ông Sorata cho biết, ông Netanyahu nói với tôi rằng ông ấy sẽ thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ tiến triển nào về tình hình con tin. Tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi hoan nghênh mọi sự giúp đỡ và tạo điều kiện để con tin được trả tự do và được an toàn. Sau cuộc điện đàm, văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo cho biết ông Netanyahu gửi lời chia buồn tới Thái Lan về sự thiệt mạng của các công dân Thái Lan trong xung đột Israel-Hamas. Ông Netanyahu cam kết rằng Israel sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể để giải cứu các con tin nước ngoài đang trong tay Hamas, bao gồm con tin Thái Lan. Theo báo China Daily, mới đây, hai tàu phá băng và một tàu chở hàng của Trung Quốc với tổng cộng hơn 460 người lên đường đến Nam Cực hỗ trợ xây dựng trạm nghiên cứu thứ 5 của Trung Quốc ở khu vực này. Đội thám hiểm khoa học Nam Cực thứ 40 bao gồm hai tàu phá băng Xuê Long và Xuê Long 2 cùng tàu chở hàng Tianhui sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng trạm trên đảo Inexpressible gần biển Ross, một vịnh sâu ở Nam Đại Dương, được đặt theo tên nhà thám hiểm người Anh thế kỷ 19. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc điều 3 tàu hỗ trợ sứ mệnh nghiên cứu ở Nam Cực, theo China Daily. China Daily dẫn lời ông Long Wei, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Bắc Cực và Nam Cực Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết trạm thứ 5 ước tính có sức chứa 80 người vào mùa hè và 30 người vào mùa đông. Theo ông, trạm mới này sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác quan sát, giám sát và nghiên cứu khoa học đa ngành về môi trường khí quyển, môi trường cơ bản biển, hệ sinh thái biển và các khu vực khác.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!